Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với lại kênh review của Ngày Mộc. Ngày hôm nay thì em sẽ đập hộp con bản 1007, con khoan đầu kẹp 3 chức năng mới nhất của DayWatt nha. Con này thì đợt này đang rất hot tại vì là có mô men xoắn lên tới là 169 Newton, là con máy khoan đầu kẹp mạnh nhất của DayWatt hiện tại nha. Thì hiện tại nó chỉ có cái bản là hộp giấy như thế này thôi, nó chưa có bản hộp nhựa anh em nhé. Nếu mà anh em mua trên thị trường thì nó chỉ có bản hộp đựng trong hộp giấy như thế này thôi, và bản là bản N là bản body, không bao gồm pin sạc. Nó sẽ đựng trong một hộp giấy như này. Em sẽ mở hộp ra xem bên trong có những gì nhá. Con này thì hàng xách tay trước kia ở bên Mỹ đã có rồi, cách đây vài tháng rồi, nhưng mà bây giờ bản Việt mới có. Thì nó sẽ có phiếu bảo hành cũng như là giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ giống như là con 999 ngày trước. Và trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ nói ngắn gọn qua những cái điểm khác biệt so với lại con DCD 999 nhá. Con này thì đa số là cho anh em điện lạnh mua để rút lõi điều hòa là nhiều nhất. Bên trong thì sẽ vẫn có tặng kèm thêm cho anh em là một cái móc và một cái nam châm. Em sẽ để qua cái hộp này nha. À, còn đây là thân máy kèm tay cầm. Cái tay cầm của nó, à để em sẽ để cái con 999 ở bên cạnh luôn để em sẽ so sánh hai con nhé, cho nó dễ. Đầu tiên là về phần tay cầm thì nó sẽ cho anh em một cái tay cầm dài hơn và chắc chắn hơn cái tay cầm của con 999. Đó, anh em nhìn thấy này, tay cầm dài thì nó hơi vướng, nhưng mà thực ra anh em làm điều hòa điện lạnh thì anh em cũng không có quan trọng về cái vấn đề chiều dài kích thước của cái tay cầm, không sợ nó vướng. Nên là nó có chiều dài như này thì nó sẽ trợ lực hơn cho anh em, khi anh em tì vào thì nó sẽ có lực hơn để cho anh em rút nhé, nó đỡ mỏi tay. Đây là hai kích thước của thân máy. Về cái phần chiều dài của con 999 thì nó sẽ có cái chiều dài hơn con 1007 nhá. Đó, về phần chiều dài này. Nhưng mà phần bề ngang thì con 1007 nó sẽ to hơn. Có nghĩa là phần cái nhông và phần động cơ của con 99 à 1007 này nó sẽ to hơn con 999 nhá. Đó, thua về chiều dài nhưng mà lại phần bề ngang lại to hơn. Và tổng trọng lượng của hai con máy thì nó sẽ tương tự nhau. Nếu mà cả phần tay cầm vào nữa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2,1 kg cho thân máy. Đó. Nên là trọng lượng thì nó sẽ xem nhau nha anh em. Tuy nhiên thì nó sẽ lơ hơn nhau về lực rất nhiều, và nó sẽ có những cái cải tiến sau đây nữa. Là con 1007 này nó sẽ có thêm cho anh em là phần auto stop hay gọi là anti kickback của những cái dòng máy khác, thì nó sẽ chống lật cổ tay cho anh em. Còn lâu nay thì DCD 999 nó sẽ không có. Và cấp tốc độ thì sẽ vẫn giữ nguyên 3 cấp 1, 2, 3. Và chế độ thì nó vẫn giữ nguyên là bát vít, khoan thường và khoan có búa. Đó, còn về đây anh em nhìn. Và cái một đặc điểm khá hay của con những cái dòng 99 này hoặc là 1007 nhá, khi anh em vặn qua lớp búa này, đó đầu kẹp nó sẽ tự động dài ra một chút, anh em để ý này. Đấy, để nó sẽ có cái phần dao động để nó gõ búa. Cái đầu kẹp này nó sẽ đập 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 để gõ búa cho anh em nhá. Đây, phần đầu kẹp này anh em vặn cái nó dài ra một chút này. Đó, khi chuyển qua chế độ búa. Còn về phần đèn thì nó cũng có cải tiến hơn cho anh em. Đối với con 999 thì cái phần đèn này thì nó chỉ có chế độ là bật sáng cao hơn thôi, chứ nó không có chế độ là tắt đèn nhé. Đây em sẽ cho anh em xem này. Đây. Đây, ba nấc sáng đèn 1 2 3 và không tắt được, nó sẽ tự động tắt khi anh em nhả cọ cò 20 giây. Đó, và cái phần cụm đèn phía trên này thì nó sẽ không di chuyển được lên xuống này. Còn con 1007 thì nó đã cải tiến cả về phần cụm đèn. Đây. Cái phần đèn này sáng hơn nhá. Có hai nấc sáng đèn cho anh em, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này. Và cái phần cụm đèn này anh em có thể chiếu thẳng về phía trước hoặc là chiếu chốc lên phía đầu mũi khoan đều được. Nó sẽ cải tiến hơn ở phần đấy, và nó sẽ có cái phần chế độ hẹn giờ sáng trong vòng 20 phút nữa. Anh em muốn cái đèn sáng liên tục trong vòng 20 phút thì anh em gài qua chế độ sáng 20 phút này. Còn nếu không thì anh em cứ để ở chế độ bình thường thì cũng giống như 999 là cứ nhả cò ra thì nó sẽ tự động tắt đèn trong vòng 20 phút, và đèn thì bật tắt được nha. Và cái auto stop đây. Đó, auto stop thì khi anh em bị nghiêng máy thì nó sẽ báo cái đèn auto stop này chuyển qua màu đỏ cho anh em. Nó sẽ dừng cái đèn màu sáng này và chuyển qua màu đỏ. Đó, và auto stop rất nhạy nhá. Thì anh em lâu nay 999 chưa làm được điều đấy. Để Google chưa làm được điều đấy mà các hãng đã có rồi, thì bây giờ 1007 nó đã có rồi nha. Và cái phần tản nhiệt nữa, để anh em nói về cái phần tản nhiệt của nó này.
nó sẽ không có phần tản nhiệt ở phía đuôi máy như con 999, nhưng mà cái phần tản nhiệt ở phía này, anh em nhìn cái phần phần rô và phần rô này đó, cái phần này nó hở rất nhiều luôn, anh em nhìn thấy nó hở rộng hơn rất nhiều so với con 999 này. Đấy là nó sẽ cải tiến hơn về là cái phần tản nhiệt để cho máy nó đỡ nóng nhá. Tuy nhiên thì nó sẽ có nhược điểm là khi anh em rút lõi thì tất nhiên nó sẽ có nhiều bụi bặm bay vào hơn. Nhưng mà thực ra bụi bặm như thế này thì nó cũng không ảnh hưởng lắm đâu, anh em cứ chịu khó xịt vệ sinh vào đây một chút để cho nó đỡ bị bụi vào là ok nhá. Hai cái phần tản nhiệt ở đây và phần tản nhiệt ở đây nữa. Quay mặt lại thì nó sẽ cũng như vậy. Và cái moment xoắn của con 107 cũng lên tới là 169 N, rất là cao anh em. Anh em rút tường 20 phi lớn này, thoải mái, nó không bị ngắt máy. Đó, và khi anh em kết hợp với lại những cái cục pin flexvolt thì sẽ max tối đa được công suất của con DCD99 này. À, 1007 này nha. Về phần đế, phần đuôi thì nó cũng không có khác biệt gì nhiều. Phần đế thì nó vẫn làm 4 chân tiếp xúc. Và nhiều khi anh em cứ hỏi là cái phần của đế của con 99 hoặc là những cái mã khác của đế quân sao nó dơ vậy. Thì nó cố tình làm dơ như thế này nhá, để khi anh em lắp pin vào, anh em khoan nó có rung lắc ấy, thì nó sẽ có biên độ dao động như này. Thì anh em sẽ không bị kiểu như là bị hỏng chân pin hoặc là hỏng cái chân máy nhá. Chứ này không phải là lỗi đâu nhá. Có rất nhiều anh em mới dùng hàng đế quân thì hay thắc mắc về vấn đề này. Và chính sách bảo hành của nó hiện tại là 3 năm. Cả bản 99 và bản 1007 mới ra là đều bảo hành 3 năm. Tính ra cái mức giá của con 1007 này về Việt Nam thì đang có mức giá dao động tầm khoảng 4,2 triệu cho body máy. Thì nó cũng chỉ rẻ ngang với lại cái bản sách tay anh em sách bên Mỹ về mà. Nhưng mà cái bản này thì sẽ được bảo hành cho anh em là 3 năm. Đó. Anh em nào mà muốn nâng cấp từ 99 lên, hoặc là anh em nào chuẩn bị vào nghề điện lạnh, anh em muốn mua sở hữu những con khoan khỏe như này để anh em dùng, thì anh em có thể chọn cái 1007 luôn cũng được. Còn 999 hiện tại nó sẽ rẻ hơn 1007 tầm khoảng hơn 1 triệu. 999 hiện tại là 3 triệu thân máy, nó vẫn rất ngon. Nếu mà anh em nào mà kinh phí thấp thì anh em có thể đầu tư 999 lâu nay cũng rất ngon rồi. Còn anh em đánh giá sao về con 1007 này? Cũng có rất nhiều video mà anh em đã test cái bản sách tay trước kia rồi. Thì video này thì em sẽ để những video tiếp theo, để em sẽ dành riêng những video để em sẽ test con 107 này solo với lại con DCD99 nhá. Đó, em đã tận tay em test rất nhiều cái bản sách tay trước rồi thì nó khỏe hơn khá nhiều đấy. Còn anh em nào muốn đặt hàng thì có thể liên hệ số điện thoại em để trên màn hình để anh em có thể đặt mua nhá, hoặc là có thể đến địa chỉ là liền kề 19 TT03 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm để sở hữu, cầm nắm và đặt mua con này nha. Em có ship COD toàn quốc, anh em có thể kiểm tra hàng, nhận hàng, thanh toán, ship toàn quốc, anh em ở đâu em cũng ship đến cho anh em và không cần phải cọc gì nha, cứ nhận hàng đúng hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Và mã này thì đáng gờm đấy anh em, mạnh hơn rất nhiều những cái mã flex các kiểu ở trên thị trường em test cho anh em, thì mã này nó cũng phải trên cơ luôn đấy. Flex, ví dụ như anh em biết về những cái hàng flex ấy thì nó sẽ có tốc độ cao hơn con này, nhưng mà khi flex mà bị tải nóng vào nó sẽ ngắt cái chế độ turbo đó, nên là tính ra nó sẽ không bằng con 1007 này luôn. Hiện tại con này đang là chùm anh em nhé, để quát ra một cái mã vượt mặt tất cả các hãng luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem qua cái clip ngày hôm nay của em nhé, cảm ơn anh em rất nhiều.